Thôi chuẩn bị áo cánh máy tính nha con. Bắt đầu. Câu số 1. Câu số 2. Câu số 3. Rồi bây giờ cô sẽ đặt cho Linh ảo tính nha. Hai chữ số bắt đầu. 35 trừ 25 cộng 14 trừ 22 cộng 18 cộng 25 trừ 33 cộng 11 cộng 59 trừ 72 cộng 15 cộng 82 cộng 11 bằng 115. Chính xác. Câu tiếp theo bắt đầu. 76 trừ 55 cộng 19 cộng 65 cộng 25 cộng 17 trừ 27 cộng 25 cộng 13 trừ 18 cộng 36 trừ 76 cộng 19 bằng 119. Chính xác. Câu cuối cùng. 39 trừ 28 cộng 17 trừ 25 cộng 16 cộng 11 cộng 76 trừ 23 cộng 15 cộng 19 trừ 16 cộng 57 cộng 14 trừ 62 cộng 39 trừ 44 cộng 18 bằng 123. Chính xác rồi, cô cảm ơn Linh nha.